anh chị thấy ngày hôm nay con đường Bạch Đằng họ đang làm kìa, nó rất là bụi luôn ha. Người ta chỗ này nó bà con mình buôn bán ở đây thì rất là bụi bặm luôn này, chủ yếu là hàng ăn ở ngoài mặt đường. Hướng này thì em sẽ về nghĩa trang Thánh Mẫu, Bồng Binh ngã tư số 6. Còn hướng này thì chúng ta sẽ đi về khu vực Cao Thắng. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 27 tháng 5 năm 2021 và em đang có mặt ở một cái ngã ba giao nhau với con đường Bạch Đằng với đầu đường Cao Thắng. Thì trong clip ngày hôm nay em cũng muốn chia sẻ và cũng gửi tới cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh ở con đường Cao Thắng và đặc biệt là khu vực An Phú, một ngọn đồi có thể nói là có rất là nhiều cái biệt thự đẹp ở đó, cũng như là view rất là đẹp ở phía dưới cô chú anh chị, đặc biệt là buổi sáng thì chúng ta ngắm cảnh bình minh lên rất là đẹp, cũng như là ngắm mây, người ta hay gọi là đi săn mây, là đi chụp hình vào buổi sáng rất là đẹp. Và trước khi đi thì em cũng không quên kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới, có một buổi chiều an lành. Rồi bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng lên xe ha, để em đưa cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ về thăm lại con đường Cao Thắng và cập nhật khu vực An Phú ha. Ở đầu đường thì bán cà phê rất là nhiều nè, Inno cà phê nè, bên này thì có quán tạp hóa, mì Quảng, phở. Đầu này thì cũng giống như là khu vực đầu chợ Ngô Quyền của chú anh chị, người ta cũng bán rất là nhiều mặt hàng, hàng ăn. Trong này thì đa số là người dân mình sinh sống bằng nghề làm vườn. Đối với bây giờ thì một số cái nhà cao tầng mọc lên, rất là nhiều biệt thự mọc lên ở tại khu vực này. Người dân ngày xưa sinh sống bằng nghề làm vườn á, thì người ta cũng bán bớt đất đi. Có thể nói là ngày nay thì dân ở tứ xứ vào mua đất ở đây rất là nhiều, người ta xây biệt thự cũng như là khách sạn. Thỉnh thoảng thì cô chú anh chị và các bạn để ý thì lâu lâu mới bắt gặp được căn nhà xưa. Con đường này thì buổi sáng thì rất là đẹp cô chú anh chị, phong cảnh nó bình yên lắm cô chú anh chị. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi, trời bữa nay thì âm u lắm cô chú anh chị, giống như là đang chuẩn bị mưa. Chúng ta đi lang thang ở khu vực này ha. Ở dưới này là một cái quán cà phê rất là đẹp nè cô chú anh chị nè, số 24 con đường Cao Thắng này. Một căn nhà rất là xưa, cũng như là họ đã trang trí những cái kiểu theo phong cách ngày xưa đó. Cái gì thì cũng cổ hết, từ bàn ghế cho đến các cái đồ dùng trang trí. Ở bên này thì đóng bông, đóng bông, đóng hoa. Rồi chúng ta sẽ cùng đi lang thang dọc con đường Cao Thắng này. Có một số địa điểm mới cũng muốn giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn, và cũng có những điểm cũ cũng muốn đưa cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi ôn lại kỷ niệm. Ở đây thì người ta đang thu mua phế liệu, một cái dàn máy tính mà của xưa rồi người ta bán lại, bây giờ thì không có dùng nữa. Cô chú anh chị và các bạn thấy ở đây họ bán rất là nhiều đồ luôn này đó, từ giày dép cho tới mặt hàng gia dụng, nguyên một hàng dài ở đây luôn, một dãy cái ốt luôn. Phía trước là con đường Bạch Đằng cô chú bác anh chị, và đi hướng này thì chúng ta sẽ về nghĩa trang Thánh Mẫu, rồi ngã tư số 6 cô chú anh chị. Ở khu vực này là thuộc phường 7 ha cô chú anh chị ha, phường 7 với phường 8 gần nhau. Xoài Úc này 18.000 một ký, quả xoài nó rất là bự luôn. Xa xa kia thì cô chú anh chị và các bạn để ý người ta làm vườn rất là nhiều ha. Em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi xuống một cái con hẻm nhỏ này, thì em thấy ở dưới này cảnh rất là đẹp này, cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem, cũng như là đi chúng ta đi ngắm cảnh đẹp ở dưới này. Có cái hoa màu hồng đẹp quá đó, nhà dân mình sinh sống ở đây là chủ yếu người ta làm vườn không à. Bây giờ là 3 giờ rồi, một số bà con mình thì đi xuống vườn làm rồi,
thường thường đó là khoảng 2 giờ thôi đó là bà con mình bắt đầu đóng cửa rồi xuống vườn làm cỏ. Rồi nhớ cái ngày xưa cô chú anh chị, cứ vào cái giờ chiều như thế này nè là đóng cửa đi xuống làm vườn này, có khi là đi hết cả nhà luôn. Cho nên là thấy một số nhà đóng cửa, khu này nó yên bình, yên tĩnh lắm cô chú anh chị. Xóm nhỏ ha. Số 64 đường Cao Thắng nè, phường 7 nè. Em sẽ đưa anh chị đi vào hết con đường này rồi chúng ta sẽ quay lại khu vực An Phú ha. Cô chú anh chị và các bạn thấy bình yên không? Không biết ngày xưa thì cô chú anh chị và các bạn nào có kỷ niệm ở khu vực này hay không? Đôi khi thì đi vô tình gặp một số cái kỷ niệm của cô chú anh chị. Con đường bê tông thì nhà cửa san sát nhau hai bên, phía dưới thì họ làm vườn. Khu này người ta trồng lá ghim, cũng có một số nhà thì người ta trồng bông. Ở đây thì rất là nhiều cái hẻm ha. Cái hẻm bên trái của em thì chúng ta lại đi về đường Cao Thắng. Có mấy cái nhà xưa ở đây cũng muốn chia sẻ cho anh chị nè. Người ta trồng khoai tây đó cô chú anh chị, cái sạp khoai tây đó, người ta đóng bằng gỗ đó. Họ sẽ để những củ khoai tây giống ở trên đó để chờ cho nó mọc mầm. Em sẽ đi vào cái chỗ này, nó hẹp quá. Ở đây thì chúng ta sẽ thông ra con đường Tô Vĩnh Diện, đi hướng này thì sẽ về khu vực Ngô Quyền của chú anh chị. Rồi em sẽ đưa anh chị đi vào trong khu vực An Phú ha. Mấy cái đoạn ở ngoài này thì đa số là dân tứ xứ, người ta vào đây người ta mua đất anh chị. Còn những cái nhà xưa xưa này thì dân bản địa, dân vào đây thì năm 1954 tới giờ thì người ta sinh sống bằng nghề làm vườn như thế này. Thường thường là phía trước nhà thì có một mảnh vườn, nhà nào khá giả thì 2-3 sào, cũng có khi là 1-2 mẫu. Không biết cô chú anh chị và các bạn có kỷ niệm nào ở đoạn này hay không? Em đi ngang qua mấy cái nhà cũ cũ này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Tạp hóa 14 này. Vừa bán tạp hóa vừa bán cà phê. Có anh shipper giao hàng. Sẽ đi xuống cái con dốc nhỏ này để đưa anh chị đi ngắm mấy cái vườn người ta trồng xà lách, trồng rau ở dưới. Tới cái đoạn này nữa, một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ đi xuống một cái con hẻm nhỏ. Có anh này anh đứng trái đoạn này nó cũng hơi dốc đó, đưa anh chị xuống ha, tham quan một cái khu vườn. Ở đây là cải của chú anh chị đó, rất là rộng luôn ha. Bên này thì người ta phân lô ra làm nhà hết rồi nè đó, người ta làm nhà hồi xưa đất nông nghiệp thôi. Nhưng mà sau này thì có một anh bất động sản ở đó thì anh mua hết luôn.
hắn chia ra, có nhà thì có ô tô. Một số cái nhà ở đây đẹp quá cô chú anh chị ha. Ủa, rất là đẹp luôn. Kế bên thì vườn rau, kế bên đó thì nhà cửa. Nhưng mà ở gần vậy nó cũng nhiều khi họ bơm thuốc sâu á cô chú anh chị, nó bay hết vào nhà cũng hôi lắm. Sợ nhất là tới những cái lúc mà ăn cơm á, nó hôi gì mà nó hôi. Cái căn nhà mà nó nằm tuốt ở phía dưới, sản xuất nông nghiệp. Có nhiều họ, nhiều người họ bán đất á cô chú anh chị, họ cũng giàu lên. Phía trước màn hình cô chú anh chị và các bạn ở đây là khu An Phú Hao. Và bây giờ em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ lên khu An Phú. Trên này thì có homestay và cà phê rất là nhiều, đặc biệt là rất là nhiều villa đó. Ở đây là cái cổng chào này, nhà sinh hoạt cộng đồng Cao Thắng. Còn bên này thì An Phú. Chúng ta sẽ đi lên cái ngõ bên này. Ở trên này thì họ đang xây dựng một cái biệt thự nữa nè, xe múc đất rất là nhiều. Ở trên này mà ngắm view thì rất là tuyệt vời luôn. Nhà cửa này, nhà cao tầng này, biệt thự villa, qua view rất là đẹp luôn. Ở đây là một cái tiệm cà phê An Phú. Nguyên một cái dãy nhà ở cái khu vực này luôn thì em thấy là rất là đẹp nè, đứng đây chụp hình thì còn gì bằng nữa. Quá tuyệt vời cô chú anh chị ha. Khu này thì khu dự án, khu villa, khu biệt thự cô chú anh chị. Người ta cũng đang xây dựng những cái nhà nghỉ homestay ở đây rất là nhiều. Bên kia thì chúng ta thấy con đường chúng ta đi vào núi Lang Biang. Còn bên này thì viện sinh học. Có một số cái biệt thự ở đây cho thuê với giá 10 triệu một tháng, diện tích khoảng 53 m². Thiết kế gồm một hầm, một trệt và hai lầu. Và người ta chỉ cho thuê từ tầng trệt, tầng hầm thì người ta giữ lại để mà sử dụng. Toàn bộ khu nhà thì gồm có một phòng khách, 5 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Đường vào rất là rộng và có chỗ để ô tô như thế này nè cô chú anh chị. Ở đây người ta bán nhà đó. Số 40 An Phú. Rồi bây giờ anh chị cùng đi lang thang mấy em ở khu vực phía bay phải ha. Rất còn cái chỗ sống ảo, cái chỗ chụp hình này. Đẹp chưa cô chú anh chị? Đi vào đây mà thấy những ngôi nhà đẹp như thế này cũng mê nữa. Họ làm biệt thự liền kề với nhau vậy đó. Vừa rồi thì em có làm clip ở con đường đồi Nguyễn Hữu Cảnh đó, cũng rất là đẹp. Trên đó thì biệt thự cao cấp của chú anh chị. Khu này thì tới đây là hết rồi. Họ đang làm cái tường da ván. Bán nhà cho thuê.
bán nhà cho thuê rất là nhiều ha. Cà phê quán cóc này. Bây giờ em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi ra lại ha. Đó. Wow, cái quán cà phê này mà đứng đây mà uống, vừa uống cà phê vừa ngắm view thì rất là đẹp nè. Cần gì đi đâu xa cô chú anh chị. Đó, mở cửa ra là chúng ta có thể là nhìn thấy khu vực phía dưới này. Và vào buổi sáng thì có sương mù, có mây, rất là đẹp ha. Đó là khu vực An Phú, một vài hình ảnh muốn chia sẻ với cô chú anh chị. Và đây là hẻm 67 này, chúng ta sẽ xuống khu vực này xem sao. Em cũng thấy là nhiều căn nhà dưới này đẹp lắm. Có một căn mới xây xuống ở dưới này, người ta làm nông nghiệp. Bây giờ nhà cửa họ xây theo kiểu bên biệt thự nghỉ dưỡng ở bên châu Âu. Phía trên là đồi An Phú này. Wow, chỗ này người ta còn trồng cả cái vàng su su nữa, có sân vườn nữa. Ở trên là nhà sinh hoạt cộng đồng cô chú anh chị ha. Ở khu này bây giờ nó vắng, cái cảnh nó buồn hiu. Nhìn thấy cái bụi hàng rào này là thấy nó vắng vẻ rồi. Khu này bụi hàng rào rất là nhiều. Đó, một số nhà bị các bà con mình cũng phát triển lên nhờ vào nông nghiệp cũng rất là nhiều nè. Đó, một phần thì cũng bán đất bớt. Cái khu này hồi xưa nhiều đất lắm cô chú anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi lang thang một chút xíu nữa ha. Con đường này đi vào sâu phía trong thì nó cũng hết đường rồi cô chú anh chị. Ngày nay thì vẫn chưa có thông đường trên đồi An Phú này. Cao ơi là cao luôn, cái bờ tà ly này. Họ phải làm 3-4 lớp như vậy nó mới chắc được, nó mới bảo đảm được. Đó, mặt sau thì cũng có view hướng về phía dưới thung lũng này, rất là đẹp luôn. Bên này cũng còn một dãy nữa nè. Khu An Phú này cách ấp Kim Thạch khoảng 850 m, cũng rất là gần luôn, có thể đi bộ ra được. Ở đây là phía trên nhìn xuống này. Ban đêm thì anh nhiều ánh sáng lấp lánh bởi những cái ánh đèn lồng. Người ta thắp sáng đèn lồng. Nguyên khu vực dưới này cũng sáng lắm. Tuy không bằng chải mát đâu nhưng mà nó cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Và tới vị trí này thì em cũng xin được kết thúc clip tại đây, đưa cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi du lịch thăm lại khu vực đồi An Phú ha, và đặc biệt là con đường Cao Thắng. Và em xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều an lành, tràn ngập niềm vui. Và em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt ha. Thank you.